Question 182. What program did Franklin D. Roosevelt launch just one day after taking office as president in March 1933? A. Tax Relief Act. B. Wall Street Reform Act. C. Gold Confiscation Act. D. New Deal. Correct answer is D. New Deal. Câu hỏi 182. Franklin D. Roosevelt đã phát động chương trình gì chỉ một ngày sau khi nhậm chức tổng thống vào tháng 3 năm 1933? A. Đạo luật giảm thuế. B. Đạo luật cải cách phố Wall. C. Đạo luật tịch thu vàng. D. Chính sách kinh tế mới. Câu trả lời đúng là D. Chính sách kinh tế mới.